Quân đội Nga đã kiểm soát 98,8% Lugan. Angelica Ivan, nhà nghiên cứu về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ, nơi theo dõi những thay đổi hàng ngày ở tuyến đầu, cho biết Lugan là một trong bốn khu vực đã sắp nhập vào Nga hồi tháng 9 năm 2022, cùng với Donetsk, Kherson và Zaporizhia. Hiện tại, Moscow không kiểm soát toàn bộ lãnh thổ thuộc các khu vực này, mặc dù đã đạt được những bước tiến, đặc biệt là ở Donetsk, kể từ đầu năm nay. Nga cho biết họ đã giành quyền kiểm soát toàn bộ Luhan vào mùa hè năm 2022 sau khi thành phố Lysychansk thất thủ, nhưng một cuộc phản công của Ukraine đã đẩy lùi lực lượng của Moscow. Ivan nói với Newsweek rằng, những tiến bộ của Nga ở Luhansk gần đây diễn ra rất chậm khi Moscow không ưu tiên các nỗ lực dọc theo khu vực tiền tuyến này. Chỉ còn một phần nhỏ nằm trong quyền kiểm soát của Ukraine dọc theo biên giới Luhansk với các khu vực lân cận Kharkiv và Donetsk. Quân đội Nga đã tiến về phía tây nam của thành phố Stavro của Luhan trong những tuần gần đây, Ivan cho biết, đã chiếm được Makika, một ngôi làng ở phía tây nam Svato nằm gần biên giới Lugan với cả Kharkiv và Donetsk. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời Andriy Maroko, cựu chỉ huy hoặc chỉ huy dự bị tại Lugan cho biết, Makika là khu định cư lớn cuối cùng do Ukraine nắm giữ trong khu vực. Việc Moscow giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực không còn xa nữa, hãng thông tấn này trích lời ông Maroko. Kiev hiện kiểm soát chưa đến 1% Lugan, Maroko cho biết. Việc mất quyền kiểm soát toàn bộ Lugan sẽ là đòn dáng vào tinh thần của Ukraine vào thời điểm khó khăn. Kể từ đầu năm, Nga đã chiếm được các khu định cư quan trọng ở Donetsk như thành trì cũ của Ukraine là Adika vào tháng 2 và thị trấn Uleda đang bị bao vây vào đầu tuần này. Kiev đang chiến đấu trong một trận chiến tiêu hao với một Moscow quyết tâm. Họ đã kiệt sức mặc dù có những lợi ích từ cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực cốt của Nga vào tháng 8. Ivan cho rằng việc chiếm giữ Lugan mang tính truyền thông với Nga và cho rằng lãnh thổ do Ukraine nắm giữ ở Lugan phần lớn bao gồm các cánh đồng và khu định cư nhỏ. Nghĩa là những bước tiến của Nga trong khu vực sẽ không góp phần đáng kể vào các mục tiêu hoạt động của Nga, đối với phần tiền tuyến này. Ivan nói việc chiếm giữ Lugan sẽ không phải là bước ngoặt lớn trong nỗ lực chiến tranh tổng thể của Nga trên khắp Ukraine. Ivan nói thêm rằng các hoạt động của Moscow ở Luhan có thể có một số bước tiến đáng kể về mặt chiến thuật, nhưng những bước tiến này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến địa lý chiến trường của miền đông Ukraine. Tạp chí National Interest của Mỹ cho rằng sau cuộc chiến Ukraine, sự kết hợp giữa các bài học chiến lược và lực lượng được tôi luyện chiến đấu sẽ khiến Nga trở nên nguy hiểm hơn trên các chiến trường trong tương lai. Bài viết cho rằng, khi chiến sự bùng nổ tháng 2 năm 2022, ngay cả Mỹ cũng dự đoán Nga sẽ chiến thắng nhanh chóng. Nhiều chuyên gia cho rằng vũ khí của phương Tây sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào đối với Ukraine. Tuy nhiên, trong những tháng đầu của cuộc chiến, hiệu suất quân sự của Nga đã được nhìn nhận là thất bại. Tuy nhiên, kể từ đó, Nga đã bắt đầu học hỏi từ những sai lầm của mình. Nga sẽ tăng chi thêm 6% GDP cho quốc phòng từ 28,3% trong năm nay lên 32,5% trong năm 2025. Nga hiện có khả năng bắn khoảng 10.000 viên đạn mỗi ngày mà không làm cạn kiệt kho dự trữ của mình ở mức báo động. Ngược lại hoàn toàn, Đức sẽ đốt cháy sản lượng của một năm chỉ trong 70 ngày với tốc độ đó. Ngoài ra, Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc hiện đại hóa các hệ thống chiến đấu của mình, tăng gấp 6 lần sản lượng máy bay không người lái và mở rộng kho vũ khí siêu thanh và tên lửa siêu thanh. Một lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình ở Ukraine sẽ cho phép Nga nhanh chóng bổ sung kho dự trữ quân sự của mình. Các chuyên gia cho rằng Đức có thể mất gần một thế kỷ để xây dựng lại năng lực quân sự của quân đội Đức lên mức năm 2004. Hiện tại, ưu tiên của Nga là xây dựng một quân đội lớn hơn để chiến đấu trong các cuộc chiến tranh trên bộ kéo dài. Mặc dù chịu thương vong nặng nề trong cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào Ukraine, quân đội Nga vẫn tiếp tục phát triển về quy mô. Tổng thống Vladimir Putin đã đặt mục tiêu mở rộng quân đội Nga lên 1,5 triệu quân nhân thường trực vào cuối năm 2024. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga đang có kế hoạch tuyển quân 133.000 thanh niên vào tháng 9 năm 2024. Theo tình báo Ukraine, Nga có thể bổ sung lực lượng lên tới 30.000 quân mỗi tháng. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Litva ước tính rằng Nga sẽ mất từ 5 đến 7 năm để xây dựng lại lực lượng cho một cuộc chiến tranh toàn diện mới. Tuy nhiên, nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine, họ có khả năng sẽ tuyển mộ hàng trăm nghìn người Ukraine vào quân đội của mình. Nga sẽ tích hợp tổ hợp công nghiệp quân sự rộng lớn của Ukraine để hỗ trợ quân đội Nga và đáp ứng nhu cầu của quân đội này. Bây giờ, với nhiều năm chiến tranh quy mô lớn, phương Tây phải cẩn thận không được đánh giá thấp năng lực chiến đấu và phát triển của Nga. Tạp chí viết, cuộc chiến Ukraine đã phơi bày những lỗ hổng đáng kể trong khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga. Tuy nhiên, Nga hiện đang tích lũy được kinh nghiệm quan trọng trong việc thực hiện và chống lại chiến tranh hiện đại, đồng thời cũng thích nghi với các chiến thuật của phương Tây. Ở Syria, Nga đã theo dõi chặt chẽ việc Israel sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp nhiều loại trong số đó tương tự như những loại hiện được cung cấp cho Ukraine, cho phép Nga có được những hiểu biết có giá trị về cách chống lại chúng. Thiếu tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Gordon Skip David, hiện là học giả cao cấp tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu cho rằng, các máy bay F-16 mà Ukraine đã nhận được từ các nước phương Tây là máy bay tiên tiến nhất mà Kiev có trong kho vũ khí, được trang bị bom và tên lửa mạnh hơn. Nhưng máy bay tốt nhất của Nga vẫn vượt trội hơn, Dự kiến có khoảng 20 máy bay F-16 được chuyển cho Ukraine đến cuối năm nay. Không thể phủ nhận chiến đấu cơ F-16 của Ukraine đang tạo ra sự khác biệt trên chiến trường, nhưng chúng có một số vấn đề về tầm bay và dễ bị tấn công. Ông David lưu ý, ngay cả những hệ thống tốt nhất mà chúng tôi có thể lắp trên những máy bay đó cũng không giúp chúng vượt trội hơn so với một số máy bay tốt nhất mà Nga đang sử dụng. Hiện, Mỹ và châu Âu đã cung cấp cho Ukraine những tiêm kích F-16 cũ với khả năng hạn chế hơn, đặc biệt là hệ thống radar yếu hơn. Trong khi đó, Nga sở hữu hàng trăm máy bay khá tiên tiến, chẳng hạn như Su-35S, một chiến đấu cơ hiện đại được thiết kế để săn máy bay tàng hình của Mỹ, hay Su-30S, máy bay chiến đấu đã được thực hiện nhiều chuyến bay đầu tiên vào năm 2012, và MiG-31, máy bay đánh chặn siêu thanh. Theo ông David, những chiến đấu cơ này cùng với các khẩu đội tên lửa đất đối không đáng gơm của Nga đều gây ra mối đe dọa đáng kể cho F-16. Những máy bay tiên tiến mà Nga sở hữu có tên lửa và radar tầm bao phủ rộng hơn. Có khả năng tấn công hoặc bắn hạ F16. Đây thực sự là vấn đề lớn đối với Kiev, chuyên gia này nhấn mạnh. Nhiều máy bay Nga được tích hợp tên lửa không đối không R-37M có tầm bắn xa hơn so với tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AMI 120 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Máy bay F16 của Ukraine có giá từ 20 đến 70 triệu USD mỗi chiếc, thuộc thế hệ cũ hơn nhiều so với những chiến đấu cơ cùng loại đang phục vụ trong phi đội của các nước phương Tây. Mỹ và nhiều đồng minh của nước này hiện đang tìm cách thay thế F-16 bằng tiêm kích F-35 tiên tiến và hiện đại hơn. Hồi tháng 8 năm 2024, tờ Wall Street Journal đưa tin, nhiều máy bay F-16 của Ukraine là máy bay cũ và đã có hàng thập kỷ hoạt động trên bầu trời. Ông Michael Bonner, một chuyên gia về chiến tranh trên không tại tập đoàn AAND, mô tả những chiếc máy bay cũ nhưng điều này không có nghĩa là chúng tệ. Xong ông cảnh báo rằng, máy bay càng có tuổi đời cao thì chúng càng gặp nhiều vấn đề. Những chiếc F-16 mà Ukraine tiếp nhận cũng có thể trở nên mạnh hơn nếu chúng được trang bị vũ khí hiện đại. Một số thông tin cho rằng Mỹ đang cân nhắc việc cung cấp tên lửa hành trình phòng không từ trên không tầm xa AGM-158 cho Ukraine, giúp F-16 có khả năng tấn công tầm xa hơn. Song ông David cho rằng F-16 mà Ukraine vẫn đang ở thế bất lợi, ngay cả khi được cung cấp khả năng tối đa về đạn dược, khả năng tác chiến điện tử. F-16 của Ukraine vẫn dễ bị tấn công trước hệ thống phòng thủ trên mặt đất và một số máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga. Những thách thức mà F-16 của Ukraine phải đối mặt một phần liên quan bản chất của cuộc chiến và cách máy bay được sử dụng. Cả Nga và Ukraine đã triển khai rộng rãi hệ thống phòng không, buộc máy bay của đối phương phải tránh xa tiền tuyến, khiến các cuộc không chiến ít có khả năng xảy ra. Nhưng Nga vẫn có lợi thế hơn khi sử dụng máy bay chiến đấu để tấn công, vì kho vũ khí dành cho máy bay của họ dồi dào hơn so với Ukraine. Ukraine dường như cũng đang giữ những tiêm kích F-16 của nước này tránh xa các hệ thống phòng không mạnh mẽ của Nga. Chuyên gia Davis lưu ý rằng, để giúp Ukraine giải quyết tình trạng bất cân xứng này, điều duy nhất mà các nước phương Tây cần làm là cho phép Kiev tấn công hệ thống phòng không của Nga bằng vũ khí tầm xa, nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết suốt thời gian qua. Các chuyên gia về chiến tranh trên không đánh giá, danh giới đỏ mà phương Tây đặt ra khiến F-16 kém hiệu quả hơn, vì chúng dễ bị tấn công khi ở trên không và ít có khả năng bay ở gần mặt đất hơn.